Hello anh em, Mi Game tôi đã quay trở lại rồi đây. Một thuyền trưởng tóc đỏ vĩ đại đã từng nói, súng đạn không phải là thứ để hù dọa. Khi đưa súng lên, nghĩa là ngươi đang đặt cược tính mạng của bản thân vào nó. Đó không phải là một câu nói sáo rỗng. Anh em sẽ thực sự hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy khi tham gia vào một trò chơi mang tên Russian Roulette. Một trò đấu súng kết hợp giữa trí tuệ và đỏ đen do mấy anh Nga ngố đứng tên. Một trận đấu mà chỉ có kẻ được sống sót nếu họ đủ may mắn và bản lĩnh. Tuy nhiên, tôi không làm video này để khuyến khích anh em chơi trò đó vì việc sử dụng súng đạn là trái phép ở Việt Nam. Thế nên, để hiểu được cảm giác căng thẳng giống như trò Russian Roulette, thì tôi mời anh em đến với tựa game Buckshot Roulette. Con game này mô phỏng lại gần như chính xác trò Russian Roulette, nhưng không chỉ là một trò đỏ đen. Phía sau tựa game còn là một bí ẩn kinh hoàng. Để biết bí ẩn đó là gì thì ấn vào nút đăng ký phía dưới giúp tôi đi anh em. Không ấn mà vẫn xem chùa coi chừng ăn đạn lạc đó nha. Mở đầu game, nhân vật chính tỉnh giấc trong một nhà vệ sinh của câu lạc bộ đêm với tiếng nhạc dồn dập ở bên ngoài. Nhân vật chính nhìn xung quanh thì thấy có dòng chữ "bạn sợ à" ở ngay trên tường. Để thuận tiện trong việc phân tích thì tôi sẽ đặt tên nhân vật chính là Mi anh em nhé. Mi đạp mạnh vào cửa ra vào khỏi nhà vệ sinh. Khung cảnh của hộp đêm khá cũ kỹ, chứng tỏ đây là một nơi đã được xây dựng từ lâu và thường tiếp đón các thành phần trong giới giang hồ. Không cần phải suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo, Mi tiến thẳng vào căn phòng đối diện nhà vệ sinh. Tại đây Mi gặp một gã có tạo hình vô cùng kỳ lạ với tên gọi The Dealer. Hắn ta yêu cầu Mi ký vào giấy miễn trừ trách nhiệm trước khi tham gia vào trò bắn súng sinh tử. Tờ giấy này có tác dụng phủ nhận mọi trách nhiệm của hộp đêm và The Dealer về cái chết của Mi nếu như Mi thiệt mạng khi tham gia trò chơi. Giải thích một chút về trò Russian Roulette, người chơi sẽ được cung cấp một khẩu súng lục ổ quay. Trong ổ đạn ấy sẽ có ngẫu nhiên một vài viên đạn. Người chơi sẽ sử dụng vận may và lòng can đảm để chĩa thẳng khẩu súng vào đầu mình rồi bóp cò. Nếu đủ may mắn thì sẽ không ăn đạn, còn nếu xui xẻo thì cuộc đời sẽ chấm dứt. Trò mà tên dealer chơi cùng với Mi cũng gần giống như vậy, nhưng thay vì khẩu súng lục ổ quay thì cây shotgun sẽ được dùng trong trò chơi. Ở round đầu tiên, mỗi người chơi sẽ có hai mạng. Round này chỉ đơn giản là may mắn chứ gần như không có quá nhiều sự toan tính. Nếu Mi thành công hạ gục được dealer thì Mi sẽ tiến đến round đấu thứ hai. Còn nếu ngược lại, Mi sẽ bị hạ gục nhưng chưa chết, Mi sẽ được đội ngũ bác sĩ trong hộp đêm cứu sống để tiếp tục tham gia trò chơi. Đến round thứ hai, số mạng của mỗi người chơi cũng sẽ tăng lên, đồng thời một vài vật phẩm để hỗ trợ người chơi cũng sẽ xuất hiện để tăng thêm tính chiến thuật cho trò chơi. Chiếc còng tay có tác dụng khóa đối thủ trong hai lượt, thuốc lá giúp người chơi hồi lại một mạng, lon bia giúp người dùng bỏ qua một lượt. Kính lúp có chức năng giúp người dùng nhìn thấy được viên đạn tiếp theo trong ổ đạn là loại nào. Dao găm sẽ giúp cho cây súng nhận hai sát thương. Để giành được chiến thắng thì buộc Mi phải sử dụng những vật phẩm này một cách hợp lý. Khi hạ gục được dealer, Mi sẽ tiến đến vòng đấu cuối cùng, vòng đấu sinh tử. Tại vòng đấu này sẽ không có bác sĩ nào hỗ trợ để hồi sinh cho Mi nữa. Một chiếc máy bí ẩn xuất hiện để giúp cho hai người chơi có được 4 mạng ban đầu như những round trước. Nhưng nếu đã dùng hết 4 mạng ấy thì chiếc máy sẽ cắt đứt dây liên kết giữa người chơi với thiết bị truyền máu cũng như máy khử rung tim. Khi ấy, chỉ cần ăn một viên đạn nữa là sẽ lên chờ ông bà ông vải ngay lập tức. Khi kết thúc round đấu sinh tử này, game sẽ có hai cái kết khác nhau. Cái kết đầu tiên, nếu Mi thành công hạ gục dealer trong trò chơi, Mi sẽ nhận được một vali để ắp tiền mặt. Sau đó Mi rời khỏi hộp đêm cùng với vali tiền để tận hưởng cuộc sống viên mãn sau màn chơi đánh cược cả sinh mạng. Cái kết thứ hai, nếu Mi thất bại và bị dealer tiễn đi xa với phát đạn cuối cùng, Mi sẽ tỉnh dậy ở một nơi kỳ lạ, nơi có những chiếc gai nhọn cùng với bầu trời trắng xóa. Mi bước qua cánh cổng và nhận được thông báo là bản thân đã chết. Game cũng chính thức kết thúc ở đó. Dù có thời lượng gameplay khá ngắn cũng như nội dung đơn giản, nhưng thực chất con game này lại ẩn chứa khá nhiều hình ảnh và tầng ý nghĩa sâu xa. Giờ hãy cùng tôi đi phân tích những thứ đó anh em nhé. Ở phân cảnh đầu tiên, Mi tỉnh dậy trong nhà vệ sinh của hộp đêm. Chúng ta thấy trên bồn rửa mặt và hộp khăn giấy của căn phòng này có những lọ thuốc giảm đau, chứng tỏ rằng căn phòng vệ sinh này là nơi các bác sĩ dùng để cấp cứu cho những nạn nhân của trò roulette sinh tử kia. Nếu chưa chơi đến round thứ ba mà họ hết mạng thì sẽ được các bác sĩ đưa vào nhà vệ sinh và hồi phục lại. Thuốc giảm đau sẽ có tác dụng xoa dịu các vết thương mà nạn nhân nhận phải từ khẩu shotgun, từ đó giảm bớt nỗi sợ của người chơi. Ngay sau khi tỉnh dậy, chúng ta thấy thái độ của Mi có phần nào đó hăng hái và cục xúc khi Mi thẳng chân đạp vào cánh cửa nhà vệ sinh. Hành động này chứng tỏ Mi đang khá nóng giận và có phần vội vã. Nếu nhìn lại Mi lúc thất bại khi đang chơi ra 1 hoặc 2 và Mi tỉnh dậy trong nhà vệ sinh thì anh ta cũng giữ thái độ y hệt như vậy, thẳng chân đạp bay cánh cửa nhà vệ sinh. Chứng tỏ trước thời điểm game bắt đầu thì Mi cũng đã tham gia trò chơi này rồi và anh ta vừa mới thất bại trước đó không lâu. Mi vô cùng tức giận và muốn nhanh chóng quay trở lại trò chơi sinh tử để có thể đánh bại dealer. Thông thường con người ta khi tham gia vào những trò sống còn thế này thì sẽ có tâm lý sợ sệt nhưng Mi lại vô cùng hăng hái. Để lý giải cho chuyện đó thì chúng ta chỉ có thể giải thích dựa vào công nghệ hồi sức và truyền máu của hộp đêm mà thôi. Tại hộp đêm này có một công nghệ giúp hồi sinh cho những nạn nhân đã ăn đạn vào đầu. Sát thương của súng shotgun ở tầm gần có thể xem là kinh khủng nhất trong các loại súng. Thế nhưng, chỉ cần nhờ vào công nghệ hồi sinh của hộp đêm mà người chơi có thể tỉnh dậy ngay lập tức và tiếp tục quá trình chơi. Chính tấm vé bảo hiểm hồi sinh này đã xua tan đi nỗi sợ chết của con người, khiến họ ngày càng điên cuồng hơn để tham gia vào trò bắn súng sinh tử.
thậm chí trên bức tường trong nhà vệ sinh còn có dòng chữ mang nặng tính chất thách thức, càng thúc đẩy ham muốn của người chơi để đối đầu với dealer thêm lần nữa. Câu hỏi đặt ra vào lúc này là tại sao hộp đêm lại muốn người chơi tham gia vào trò bắn súng sinh tử? Rõ ràng, tất cả những gì mà hộp đêm làm đều tạo điều kiện rất tốt để người chơi tham gia vào trò chơi quái đản này. Thế tại sao họ lại phải làm vậy? Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta phải tìm hiểu đến nhân vật dealer, kẻ tham gia trò bắn súng cùng với Mi. Xét về ngoại hình, đây là một nhân vật có tạo hình vô cùng kỳ dị và gớm ghiếc. Dealer sử dụng một khuôn mặt méo xẹo, hàm răng sắc nhọn và hốc mắt sâu hoắm. Dường như dealer còn không có cả mắt nữa cơ. Ngoại hình này của dealer khiến tôi liên tưởng đến việc hắn ta không phải là con người mà là một thực thể bí ẩn nào đó. Xuyên suốt trò chơi, chúng ta có thể thấy dù ăn bao nhiêu viên đạn đi chăng nữa thì dealer vẫn sống sót khỏe mạnh. Đối với Mi, mỗi lần ăn đạn thì sẽ có một thiết bị kích tim xuất hiện để hồi sức lại cho anh. Nhưng với dealer thì không. Mỗi lần ăn đạn, hắn ta chẳng cần bất cứ trang thiết bị nào để hồi sức hay tái sinh. Điều này chứng tỏ cơ thể của dealer gần như bất tử trước súng đạn, hay nói rộng ra là những tác động vật lý bên ngoài không ảnh hưởng đến dealer. Thậm chí khi ăn phát đạn cuối cùng, dealer vẫn còn sống, bằng chứng là ánh mắt của hắn ta hiện lên màu đỏ ngay sau khi ăn đạn, rồi hắn ta chìm dần vào bóng tối chứ không có bất cứ hình ảnh nào chứng minh hắn ta đã chết. Tuy bất tử với súng đạn, nhưng dường như dealer vẫn cảm nhận được nỗi đau mỗi khi ăn đạn vào đầu. Minh chứng là sắc mặt của dealer đã thay đổi nhanh chóng ngay sau khi dính viên đạn đầu tiên. Ban đầu, hắn ta nở một nụ cười khá thân thiện, nhưng sau đó lại có nét mặt có phần tức giận và sợ sệt. Dù vậy thì rõ ràng dealer không có vẻ gì là quá lo lắng khi tham gia trò chơi. Hắn ta thậm chí còn cực kỳ phấn khích mỗi khi trò chơi chuyển giao sang một mảng đấu khác. Đặc biệt, khi đến vòng đấu cuối cùng, lúc không còn thiết bị hỗ trợ nào nữa thì hắn ta càng hưng phấn hơn. Với tất cả những thông tin trên, tôi có một vài giả thuyết về dealer như sau. Giả thuyết đầu tiên, hắn ta thực chất vẫn là con người, nhưng nhờ vào một công nghệ đặc biệt nào đó của hộp đêm mà hắn ta đã biến đổi thành hình dạng như bây giờ, cùng với đó là khả năng miễn nhiễm với súng đạn. Rất có thể, dealer cũng từng là một người chơi giống như Mi, nhưng sau quá trình chơi, người ở hộp đêm nhận ra tiềm năng từ dealer nên đã giữ hắn ta lại, đào tạo hắn ta thành một kẻ điên loạn như thời điểm hiện tại. Vì đã tham gia quá nhiều những màn đấu súng sinh tử, nên càng về sau cơ thể của hắn ta càng biến đổi, khuôn mặt hắn ta biến dạng là do ăn quá nhiều đạn vào đầu. Việc hắn ta miễn nhiễm với súng đạn là do trải qua quá nhiều quá trình dung tim và truyền máu, nên cơ thể tự thích ứng với những thứ đó. Nên dù có ăn thêm bao nhiêu đạn đi chăng nữa thì hắn ta vẫn sẽ không hề hấn gì và cũng chẳng cần đến các phương pháp y tế để cứu chữa. Nếu quan sát kỹ trong căn phòng của dealer, anh em có thể thấy có những ánh đèn dùng để chiếu sáng trong quá trình quay dựng video hoặc phát sóng trực tiếp. Vậy là toàn bộ quá trình của trò bắn súng sinh tử này đã được ghi hình lại. Việc này khiến tôi liên tưởng ngay đến mô típ của bộ phim Đấu trường sinh tử hay Squid Game, nơi mà giới nhà giàu sẽ dùng những người dân ở tầng lớp thấp kém đem ra làm trò tiêu khiển. Ở đây chính là Mi và dealer, cả hai sẽ chiến đấu khi chỉ còn một người thắng cuộc nữa, vừa tạo ra sự căng thẳng, lại vừa tạo ra tính giải trí cho lũ người giàu kia. Nếu như giả thuyết trên là đúng thì dealer cũng chỉ là một con cờ, trong tay lũ người có tiền có quyền mà thôi. Đến một lúc nào đó khi người ta tìm được người tốt hơn, dealer sẽ bị thay thế. Và tổng thể tựa game Buckshot Roulette như một tác phẩm phản ánh thực trạng xã hội phân chia giai cấp giàu nghèo quá lớn. Những con người nhỏ bé không có tiếng nói trong xã hội, họ phải làm rất nhiều thứ, thậm chí là đánh đổi cả tính mạng của bản thân để có được thứ mà họ mong muốn. Còn những kẻ có tiền, có quyền thì chỉ xem những người tầng lớp thấp kém như một công cụ để mua vui. Đây là thực trạng của xã hội nếu trong xã hội ấy có sự phân hóa giàu nghèo quá lớn. Giả thuyết thứ hai, dealer không phải là con người. Có thể dealer là ma cà rồng vì trong game có đề cập đến việc truyền máu, mà ma cà rồng lại sống nhờ vào máu người, nên tôi nghĩ rằng hắn ta chính là một con ma cà rồng. Hộp đêm trong game thực chất là nơi ở của dealer. Hắn ta tạo ra trò chơi bắn súng sinh tử để vừa mua vui, vừa có máu người một cách hợp pháp. Đó là lý do vì sao trước khi trò chơi bắt đầu, hắn ta đã yêu cầu những người chơi ký vào một bản cam kết miễn trừ trách nhiệm. Nếu anh em để ý thì dealer luôn lẩn trốn trong bóng tối, hắn ta không lộ diện ra phía ngoài ánh sáng hoàn toàn. Bản thân của ma cà rồng cũng là một sinh vật rất sợ ánh sáng. Miễn nhiễm với súng đạn nên dù thắng hay thua trong trò chơi sinh tử, hắn ta cũng chẳng bao giờ chết. Hắn chỉ thực sự chết nếu không có máu người mà thôi. Vì đã sống quá lâu nên bản thân hắn ta muốn tìm thứ gì đó để mua vui, và trò roulette chính là thứ đem lại cảm xúc mãnh liệt nhất cho hắn. Việc nhìn thấy con mồi của mình càng ngày càng sợ hãi đem lại cho hắn một cảm xúc khó tả. Sự thật thì dù Mi luôn có đội ngũ y tế của hộp đêm đến cứu chữa, nhưng mỗi lần cầm khẩu súng lên để quyết định sẽ làm gì, chúng ta luôn thấy Mi vẫn có cảm giác run sợ. Mà thật ra đội ngũ y tế cũng dưới quyền của dealer, hắn ta không cho phép con mồi của mình có cái chết dễ dàng và nhanh chóng. Hắn muốn giày vò con mồi, hắn ta cho người khác cơ hội để được sống với số tiền cực lớn, để rồi cơ hội sống ấy cũng có thể bị mất đi bất cứ lúc nào. Có lẽ ngoài máu ra thì nỗi sợ của các nạn nhân chính là thứ giúp cho dealer cảm thấy thỏa mãn nhất. Nếu giả thuyết này là đúng thì toàn bộ Buckshot Roulette giống như cuộc đời của một con người vậy. Con người ta sinh ra và lớn lên sau cùng cũng chỉ là để mưu cầu hạnh phúc. Tiền tài và danh vọng chính là những thứ khiến cho con người ta thấy thỏa mãn nhất. Nhưng khi đã lún sâu vào việc kiếm tiền thì người ta mới nhận ra sức khỏe mới là điều họ cần. Dealer đại diện cho thứ sẽ bòn rút đi sức lực của một con người nếu như họ quá mải mê vào việc chạy theo nhịp sống của xã hội mà bỏ bê bản thân. Dealer không giết chết người ta ngay lập tức mà sẽ làm hao tổn sức lực người khác một cách từ từ chậm rãi, để rồi đến lúc thập tử nhất sinh người đó mới nhận ra. Giả thuyết thứ ba, đây cũng là giả thuyết điên rồ nhất trong những giả thuyết mà tôi đưa ra. Giả thuyết này tôi sẽ gọi dealer là ác quỷ, kẻ chống lại mọi quy luật của tạo hóa, thậm chí là đối đầu với đấng toàn năng. Ở round 2, khi Mi đang tìm sự hỗ trợ trong hòm đồ, anh sẽ vô tình nhặt được một tờ giấy miễn trừ trách nhiệm có ghi tên là God.
Điều này chứng minh God đã tham gia vào trò chơi sinh tử của Dealer và đã thất bại. Đây là một hình ảnh mang tính biểu tượng và chúng ta có thể hiểu nó như sau. Ý nghĩa đầu tiên, việc God bị đánh bại giống như thực trạng cho cái xấu xa đã lấn át cái thánh thiện. God là hình tượng đại diện cho sự tốt đẹp, nhưng sau cùng lại bị sức mạnh bóng tối từ Dealer hạ gục. Nếu liên hệ với thực tế thì anh em sẽ thấy những người bản tính lương thiện, chất phác thường sẽ thiệt thòi hơn một chút so với những kẻ mưu mô nham hiểm. Ý nghĩa thứ hai là nói về bản chất của trò Russian Roulette. Dù đây là một trò bạo lực vô nhân tính nhưng xét cho cùng, nó lại là trò chơi đề cao sự công bằng. Người chơi sẽ không thể làm bất cứ điều gì để can thiệp đến kết quả của trò chơi. Thậm chí Chúa Trời có tham gia trò chơi này hay không thì cũng thất bại như bao người bình thường. God là đấng tối cao và quyền năng nhưng cũng phải gục ngã trước sự minh bạch và tính công bằng. Dù có là người giàu sang quyền quý hay kẻ nghèo hèn mặt hạng, khi đặt chân vào trò chơi cò quay ngà thì cũng cỏ úa bằng nhau cả thôi. Tính ra, cái trò bạo lực và vô nhân đạo ấy lại chính là thứ duy nhất tồn tại sự công bằng. Đây cũng là một thực trạng ở xã hội. Không phải thứ gì cũng xấu xa, bởi vì nếu nhìn nó theo một phương hướng khác thì có thể bản chất của sự việc ấy lại khác đi hoàn toàn so với những gì mà chúng ta biết về nó. Nhưng dù có hiểu theo ý nghĩa thế nào thì chung quy lại cái kết vẫn chỉ có một, God đã gục ngã, kéo theo việc thiên đàng cũng sụp đổ. Đó là lý do vì sao khi mình thất bại, mình đã được đưa lên thiên đàng, nhưng nơi này không tươi đẹp như những gì mà người ta liên tưởng. Có vẻ như ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục đã không còn nữa, cả hai đã hòa làm một khi ác quỷ chiếm lấy quyền vận hành thế giới. Trò cò quay ngà do Dealer tổ chức đóng vai trò là thước đo để quyết định xem kẻ đó có được đáng sống tiếp tục trên đời hay là về với miền vĩnh hằng. Trong Buckshot Roulette có một chi tiết nhỏ khác mà tôi muốn đề cập đến. Khi anh em nhập tên người chơi là God hoặc Dealer thì game sẽ không nhận hai cái tên ấy. Điều này ám chỉ trên thế giới này hoặc chỉ tồn tại một God và một Dealer mà thôi. Hoặc cũng có thể hiểu theo một hướng khác, chính bản thân Dealer là God. Dealer tạo cơ hội cho con người đồng thời cũng tước đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào. Đây chính là quyền năng của đấng sáng thế. Theo anh em thì sao? Chi tiết này có thể hiểu như thế nào? Bình luận phía dưới cho tôi nhé. Ok, ở trên đây là toàn bộ phân tích của tôi về tựa game Buckshot Roulette. Anh em thấy con game này như thế nào? Theo anh em thì còn tầng ý nghĩa nào khác nằm trong tựa game này không? Để lại bình luận để cùng nhau trao đổi nhé. Nếu thấy video này thú vị, hấp dẫn thì để lại cho tôi một nút like cũng như đăng ký kênh nha. Còn nếu xem xong mà thấy không vui thì đợi khi nào vui rồi xem lại cũng được. Giờ thì chuyên mục trả lời bình luận đã quay trở lại rồi đây. Bạn Khôi Nguyên nói em chủ Mi Game đạt 20 triệu sub. Thế thì tôi mạnh dạn chủ lại bạn, năm mới cái gì cũng to, túi tiền to, nhà to, xe to, gối ôm to. Bạn Godzilla hỏi Mi Game thì từ Mi có là viết tắt của meme không? Mi Game đơn giản tôi là game thôi anh em ạ. Hoặc anh em cũng có thể hiểu tôi là một đứa mê game. Thế thôi cho đỡ đau đầu, cái tên của tôi nó không sâu xa quá đâu. Hôm nay tới đây thôi anh em nhé. Đừng quên khung giờ 18 giờ các ngày thứ hai từ 6 hàng tuần trên Mi Game để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn khác. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.